Trai Út là Út về là có là làm dâu đó ha? Không có làm dâu chị ơi. Không có làm dâu. Dạ. Muốn ở riêng được không? Cưới xong ở riêng cũng được. Thôi thôi. Rồi, ngon lành không? Có điểm gì không thích ở con trai không? Dạ không thích đàn ông keo kiệt, gia trưởng. Chết cha, bên đó là tiết kiệm nha, nhưng mà không biết có keo kiệt hay không kiệm nha. Tiết kiệm khác, keo kiệt khác. Không, em không có keo kiệt. Keo kiệt á thì em đừng lo, tại vì em của chị á rất là tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây á có nghĩa là biết dành dụm, lo lắng cho gia đình, cũng phóng khoáng. Giống như chị đi xin du lịch, xin tiền em chỉ 5 triệu thôi, nhưng mà em chỉ cho 10 triệu với 100 đô vô túi để trời đi. Trời ơi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em tên Lâm Hồng An, năm nay 33 tuổi, sống sống thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Tiền Giang. An làm công việc gì? Quản lý nhà hàng à. Quản lý nhà hàng ở quận mấy à? Quận 5 à. Nhà hàng Hoa hay gì? 13. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Em là Đào Thị Duy Thảo, em sinh năm 1995, quê ở Bình Định ạ. Thảo đang làm công việc gì và ở đâu? Dạ em là dược sĩ ạ, em làm ở Bình Định luôn ạ. Từ Bình Định em vào đây em quay hình đó hả? Dạ đúng rồi. Thảo làm ở huyện nào Thảo? Dạ em ở huyện Phù Cát anh Linh ơi. Dạ. Vừa xuống máy bay tới liền luôn ha. Dạ em tới lúc sáng. Khoảng cách thì nó hơi xa đó, nhưng mà thế không sao đó nha An. Dạ không sao ạ. Anh là lấy vợ Bình Định luôn, anh từ đây nè, đừng có lo. Quan trọng mình yêu nhau rồi tới đâu nó cũng tới à. An thì làm công việc này lâu chưa? Lâu rồi, trên 10 năm. Công việc là quản lý hết tất cả bếp núc rồi nhân sự này kia. Đúng hả? Đúng rồi. Trời giỏi quá. Mình ở Sài Gòn với ai? Cùng với gia đình. Ở gia đình cùng với ai nè? Anh rể chị với ba. Anh rể chị với ba. Mẹ đâu? Mẹ mất rồi. Rồi. Tức là giờ ở nhà đó là em là trai Út á hả? Dạ trai Út. Rồi nếu mà lấy vợ thì mình chuẩn bị sẵn sàng hết chưa An? Em chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Sẵn sàng hết rồi ha. Dạ. Trai Út là Út về là có là làm dâu đó ha? Không có làm dâu chị ơi. Không có làm dâu. Dạ. Muốn ở riêng được không? Cưới xong ở riêng cũng được. Thôi thôi. Trời ơi, ngon lành không? Cưới giờ xong ở riêng luôn. Bây giờ là cho tôi biết ưu điểm khuyết điểm của An đi. Để mạnh siêng năng, tiết kiệm, cần cù, nấu ăn luôn. Nấu ăn luôn. Dạ. Trời, giỏi tại, quá tại trời. Quản lý nhà hàng mà. Nhà hàng đó là của nhà mình luôn hả? Người chị, phụ chị. Của người chị hả? Dạ. Chị ruột á hả? Chị ruột. Rồi. Mình tiết kiệm sao nè? Tiết kiệm như thế nào mình nói cụ thể ra nghe được không? Em không có ăn xài à. Không có ăn xài. Dạ. Suốt ngày đang ở nhà hàng rồi. Tiền thì nhà hàng chị cho rồi, ba cho rồi. Nó tự lập. Tự lập luôn hả? Dạ, tự lập. Tự làm tự ra. Tự làm luôn. Dạ. Vậy dành dụm đủ lấy vợ chưa? Dành dụm đủ rồi. Trời ơi, khỏe re luôn. Có khuyết điểm gì không An? Ít nói thôi à. Ít nói hả? Mời nhà gái. Ưu điểm của em là em khá là độc lập, biết nấu ăn. Trong gia đình thì người con là có hiếu. Khuyết điểm của em là kiểu hơi nông tính, không có thích dịu dẫm nhiều á, không có chia sẻ đồ nhiều á. Nếu mà một người thật sự hiểu á thì họ quan tâm thì mình mới chia sẻ, còn không là không có mở lòng được nhiều. Mình nóng tính quá mình có quýnh không? Dạ không. Bây giờ mình nói chút xíu đường tình duyên của An đi An. Có hai mối tình, mối nhất quen gần năm à. Thấy bạn ấy nói em không phù hợp. Xin chia thôi, chia tay vẫn là bạn. Vẫn là bạn? Dạ. Tự nhiên nói người ta không phù hợp cái bỏ người ta. Dạ. Em làm người khuya quá. Làm khuya quá. Rồi mối thứ hai. Mối hai nói em cũng có chứng kiến. Tức là em là không có quyết định điều gì hả? Dạ. Còn nghiệp không? Phụ nữ cũng kỳ lạ. Người ta không quyết định được điều gì để cho phụ nữ quyết thì cũng nói người ta không chứng kiến. Mà người ta quyết định nhiều thứ thì nói người ta gia trưởng. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đó, bên đây là vậy đó. Bên nhà gái sao? Nhà gái thì sao? Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có hai mối tình ạ. Ừ, rồi. Mối thứ nhất là quen được một năm. Em lúc đó là em làm trên Đà Lạt, xong em về Bình Định, em lập nghiệp ở Bình Định. Xong rồi khoảng cách nó xa, ai cũng bận công việc, không có thời gian gặp nhau, nên là tình cảm nó nhạt dần, rồi người ta có người mới, người ta lập gia đình. Nên là còn mối thứ hai là kiểu mai mối, tìm hiểu được một thời gian thì thấy không hợp nên dừng lại. Bây giờ nói cho chị Lan nghe đi, cái mong muốn mình có một người yêu như thế nào để chị Lan qua, chị Lan ngó nhà trai coi có trùng khớp với ý bé không? Ngoại hình thì coi nhìn một xíu. Em thích mẫu người cao hơn em. Cao hơn em đúng không? Sao vậy?
hơi cao. Chào nhà trai. Chào Phan à. Nhà trai tôi dễ thương. Dễ thương quá à. Nhà trai tôi mướp miếp dễ thương lắm. Mướp miếp mũm mỉm dễ thương. Hơi hơi không cao được không? Hơi hơi thì được. Bù lại bề dày được không? Dạ. Không có bề dài mà có bề dày được không? Cũng được ạ. Rồi. Đừng ốm quá là được. Ừ, ngon lành. Rồi gì nữa? Công việc thì ổn định, biết chăm lo cho gia đình, có trách nhiệm. Quá ổn. Dạ. Ăn uống khỏi lo. Đúng. Đừng ăn nhậu nhiều quá hoặc là không thích người hút thuốc. Làm quản lý chắc cũng cũng nhậu dữ à. Có hút thuốc không An? À, em không nhậu, có khách mời hút. Không có nhậu nhưng khách mời thì hút. Còn không mời thì không hút hả? Dạ đúng rồi. Ừ vậy thôi, nói khách đừng mời luôn. Mình để bảng cấm hút thuốc trong quán luôn em, khách phải mời. Có cấm. Có cấm mà. Quản hút à. Có điểm gì không thích ở con trai không? Dạ không thích đàn ông keo kiệt, giá trưởng. Và đó là tiết kiệm nha, nhưng mà không biết có keo kiệt hay tiết không kiệm nha. Tiết kiệm khác, keo kiệt khác. Không, em không có keo kiệt. Đúng không? Dạ đúng. Có hay mua quà cho bạn gái không? Dạ có. Ờ vậy được. Mời bà ăn sáng cà phê được không? Mời anh viện anh cũng được. Mấy ba bữa luôn liên tục được không? Dạ được. Thấy chưa, nó thoải mái chưa? Bao có ông mình anh à, rồi biểu sao mà không keo. Có mời. Bao luôn không? Dạ có. Có nhỏ em gái nữa. Có. Bao luôn hả? Ba người. Dạ. Ok. Đó, không có keo nha. Ừ, không keo. Không khoáng lắm. Ừ. Sao? Giờ muốn có bạn gái thì sao? Bạn gái dễ thương. Biết chia sẻ công việc, quan tâm với gia đình. Yên tâm, người Bình Định dễ thương vô cùng. Nói chung riêng về người Bình Định thì có ông Mai ổng cam kết luôn rồi. Ừ. Được không? Được. Em được có ghé Bình Định chơi lại. Gái Bình Định chăm chỉ nè, không? Ngon lành á. Năng lượng nè, xinh đẹp, giỏi giang nè. Đủ thứ á, đừng lo em. Rồi, giờ đi với ai? Với ba người chị. Ba người chị luôn, trời ơi. Chà, muốn qua được ba bà chị thì hơi mệt. Cũng hơi mệt đó. Dạ, chào ba chị. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và quý khán giả. Thì em là chị của An, chị Út của An. Thì trong gia đình có 5 người chị gái. An là người Út, Út nhất là cũng coi như là được thương nhất luôn. Bị keo kiệt á, thì em đừng lo. Tại vì em của chị á, rất là tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây á, có nghĩa là biết dành dụm, lo lắng cho gia đình. Cũng phóng khoáng. Giống như chị đi xin du lịch, xin tiền em chỉ 5 triệu thôi. Nhưng mà em chỉ cho 10 triệu với 100 đô vô túi để đi. Trời ơi. Cái đó là em hỏi lo. Chị không biết là em ở Bình Định em có chịu vô thành phố sống hay không. Còn nếu mà em lo lắng về cái việc công việc thì em chị có khả năng trợ giúp cho em mở cái gì đó cho em làm. Tự bản thân của em, của chị làm ra để tiết kiệm chứ không có nhờ bất kỳ ai hỗ trợ. Hay quá. Rồi chị thấy nhà gái thì sao chị? Em thấy nhà gái rất là dễ thương, cũng thấy cũng hiền, hơi lanh lanh, cũng phù hợp với em trai của chị. Cảm ơn nhà trai. Nhà gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa em ạ. Rồi chào nhà gái. Em thấy cũng ok. Ok đúng không? Dạ. Nếu như anh chị thấy được thì cho nhau cơ hội. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi An. Có món quà tặng. Em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà. Bài thơ à. Cảm ơn. Ủa có bài thơ đó là gì vậy An? Dạ. Cái bài thơ là bài thơ rồi. Bài thơ hả? Dạ. Mở ra đọc này kia coi. Tưởng sao vô chờ đi ăn nhà hàng chứ. Bởi có duyên nên ta mới gặp nhau, đã có duyên thì cho nhau cái nợ. Xin em đừng có lo lắng nghĩ si, tình đôi ta sẽ đập như mơ. Dạ rồi, em cảm ơn. Tặng quà gì nói luôn nè. Quà gì tặng cho mở người ta ra lấy ra rồi sử dụng luôn. Ừ. Trời ơi trời. Xỉu ngang à. Xỉu ngang. Vòng tay cầu hôn tình yêu của anh lung linh trên cao vầng trắng dịu êm. Chiếc vòng cầu hôn đeo được về Bình Định luôn An. Rồi cô gái bên đây tặng quà gì cho An đây? Dạ. Dạ em có tặng cuốn sách ạ. Càng bình tĩnh càng hạnh phúc à. Càng bình tĩnh càng hạnh phúc hả? Dạ. Đúng rồi. Đừng có nóng vội quá mất hạnh phúc quá. Rồi để đó đi An. Bắt đầu quay lại nói chuyện coi nào. Bạn có thích vô thành phố Hồ Chí Minh không? Nói chung là công việc hiện tại của em á, thì đang ổn định ở Bình Định. Sau cái chương trình này á, mình có cơ hội tìm hiểu mình đi xa hơn á, thì em còn có thể đi được. Nếu có gì nợ đây ra quải chơi luôn à. À nếu có gì nợ thì đây ra quải chơi luôn. Ừ, ra Bình Định á, ra ngoài đãi cho bánh hỏi lòng heo. Em chừng nào muốn lấy chồng à? Nó cũng tới tuổi rồi, nếu mà nhanh á, tình cảm mà đủ chín chắn á, thì tới cuối năm hoặc là năm sau tùy theo cái tình cảm của hai người, chứ còn không có quyết định được chính xác là khi nào.
Giống à. Cuối năm đó An chuẩn bị kỹ chưa, nói cho bạn gái nghe biết đi. Cưới xong rồi mua nhà luôn. Dạ. Quá dữ. Cưới xong là nói chung là cái tính của em thì nó độc lập và đâu sống cũng được. Quan trọng là nó phù hợp công việc của mình thôi. Em thì em thích làm việc chứ em cũng không có thích mà ở nhà bạn trai chăm lo. Em là dược sĩ hả? Dạ em dược sĩ. Đó. An có thể mở tiệm bán thuốc cho bạn gái được không? Mở tiệm cho bạn gái thì được. Có thích đi du lịch ở đâu không? Thì cũng thích, tại vì công việc của em là đa số làm đứng một nơi á, đứng cả ngày á, nên là khi có thời gian thoải mái thì em thích đi du lịch, đi biển, em thích đi biển nhiều hơn. Anh có thích biển không? Dạ có à. Dạ, nếu mà có cơ hội thì mình ra Bình Định chơi. Rồi bây giờ nè, dễ thương quá, đứng đây đây, đứng đây. Phải thấy bạn gái sao nói? Gái dễ thương, chín chắn, tự gặp à. Còn gái thêm trai sao? Tròn người dễ thương. Thêm chữ còn vô chi vậy? Dễ thương được không? Rồi còn có chữ tròn nữa. Người ta cưng cưng như em bé vậy. Không đó mà tròn cũng được nè, muốn biết dễ thương thiệt. Rất là dễ thương luôn á. Cho mình cơ hội tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Rồi thôi được, hai người về chỗ đi. Nhắm mắt lại, cảm nhận lại cái giây phút mà chúng ta nắm tay nhau, tiếp xúc gần với nhau, xem đó có phải là một nửa mà chúng ta đang đi tìm hay không. Nếu đúng thì bấm ngay vào nút đó, còn nếu không thì thôi, chúng ta để cơ hội cho người khác ha. Bây giờ các bạn sẽ bấm nút sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Bấm cùng một lúc đó. Chính thức chúng ta là hẹn hò với nhau. Trời hợp quá. Ông hai đứa ôm ôm cái coi nó hợp không. Ôm vô thử cái coi. Để Nguyên tôi chụp cái mình coi. Còn không? Dạ. Ôm đã không? Ôm được không? Vừa tay. Mát lắm á. Dạ. Rồi hai đứa nắm tay chặt vô cái coi. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên nè. Giói giói chút, giới chút cũng sao. Bữa sau người ta không có mang guốc nữa. Để tay lên càm, để tay lên càm đâu mà. Đó. À, chào mừng ra mắt mấy chị kia đi. Dạ, em chào ba chị ạ. Mong ba chị giúp đỡ tạo điều kiện ạ. Đây là phần quà dành cho các bạn. Cầm cái này về đọc. Bình tĩnh để hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn chương trình. Hải sản gì đó. Đi ăn bữa cho đã đi. Câu chuyện ngày hôm nay rất là dễ thương quý vị. Hy vọng là các bạn nào đang tìm một nửa manh ghép của mình, hãy đến với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn các bạn. Các bạn sẽ tìm được nửa yêu thương của mình nha. Chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Dạ chào con. Em tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Năm nay em vừa tròn 22 tuổi. Em là sinh viên khoa tiếng Nhật. Ủa? Thôi bây giờ ý kiến của chị vậy. Bây giờ hai bạn có thể thăm hỏi nhau vài câu bằng tiếng Nhật. Hajime mashite, watashi wa Lin desu. Kotoshi 26 sai desu. Munam kara kimashita. Doujo yoroshiku onegai shimasu. Hajime mashite, watashi wa Gwin to moushimasu. 22 sai desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Hai. Arigato, arigato. Arigato gozaimasu. Lại gì? Dạ em nói em tên Linh, năm nay 25 tuổi, em quê ở Vĩnh Long. Rất mong được sự giúp đỡ của bạn. Cảm ơn bạn. Giúp đỡ gì bạn? Bạn giúp được em gì giúp hả chị? Em cũng nói em tên là Quyên. Sẵn sàng giúp đỡ bạn. Không, em cũng mong được bạn giúp đỡ chị. Hai người tiếng Việt đi mệt quá. Dạ. Việt đi, bắt đầu theo tiếng Việt nha. Ủa bạn học tiếng Nhật ở đâu mà nói giỏi quá vậy? Dạ em đi làm ở bên Nhật 3 năm xong rồi em tự học. Tướng cao đẹp trai vậy ha. Rồi đi học nước ngoài về rồi nói tiếng Nhật như gió luôn. Sao không có người yêu mà tới đây tìm người yêu? Dạ tại vì hồi xưa là gia đình cũng khó khăn nên em cũng muốn làm để phụ giúp gia đình. Rồi qua bên kia làm thì em làm từ 8 giờ sáng đến có khi 1-2 giờ đêm em mới về. Còn về đây thì làm thầy giáo thì cũng lo dạy, rồi lo soạn giáo án, lo vừa đi học thêm để liên thông lên nữa. Rồi em cũng không có thời gian để tìm hiểu. Vậy còn bạn gái mình thì sao? Tương lai có chỗ làm nào nhận mình vô làm sau khi tốt nghiệp chưa? Dạ đáng lẽ đi làm rồi mà nó hơi để quay chương trình xong có bạn trai rồi đi làm cũng không muộn. À thì ra là vậy. Nhưng mà em cũng dễ thương vậy, cũng giỏi vậy. Sao ế? Em lớp 9 á, thì em đã lên thành phố em học trong trường nội trú. Ở trong trường cấm không cho nam nữ yêu nhau. Cũng có thích qua thích lại nhưng mà bị dí chạy nhiều quá nên thôi bỏ. Bị dí chạy? Ai dí chạy? Dạ giám thị dí chị. À, đó là yêu đương phải lén lút đồ này kia phải không? Rồi cái là tới giờ. Rồi sau đó em cũng đi du học. Du học ở đâu?
Dạ em đi Nhật chị. Ờ đi Nhật luôn, đi bao năm? À, em chỉ đi trao đổi một năm thôi chị. Thì tiếng Nhật nó khó, lúc đó em đi học rồi em cũng đi làm phụ với gia đình, không còn thời gian nghĩ tới chuyện đó nữa. Dạ, ủa bạn quê đâu bạn? Dạ con cùng quê chú ấy, chú ở Tiền Giang chú. À Tiền Giang gần nhà chú không con? Dạ con khúc trên còn chú khúc dưới. Khúc giữa ai ở? Con không biết nữa, con Mỹ Tho. À vậy gần nhà chú em biết chú đúng không? Coi chừng bà con á nha, để họ coi coi bà con không. Bây giờ là bạn bên đó cũng học tiếng Nhật, hai người là, nói chung là họ rồi đó. Vấn đề là bạn thích người phụ nữ thế nào? Cao. Cao khoảng nhiêu? 1m15. Trời ơi sao cao như vậy? Tại em 1m8 mà. Còn dù như 1m50 được không? Dạ cũng được, mang đôi guốc cỡ chừng 2 tấc thôi không sao. Rồi dạ. Tóc dài. Tóc dài. Dịu dàng, nữ tính. Còn về nấu ăn với lại là chuyện nữ công gia chánh thì em không có khó bằng đó. Anh ấy nói tóc dài thì chắc em không được rồi chị. Tại hôm qua mới lỡ đi cắt. Không sao, tóc mà mau lâu nó dài lại liền. Dạ thì cũng không giấu gì là tại vì nhà em là con một, nên là từ nhỏ tới lớn em đi học quá chị. Mấy cái việc nữ công gia chánh thì em cũng không giỏi lắm. Cái đó mình chỉ cần mình muốn là mình cũng vẫn thể học được. Dạ. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Mẹ em thích rể cao. Cao, 1m8. Được. Với da trắng. Da trắng. Được. Trắng không, trắng không? Dạ không, da em trắng như bông cao vậy chị. Là sao? Da nó cũng cỡ chú Hùa Linh đó con. Sở thích của em là gì? Em học tiếng Nhật nhưng mà em thích nghe nhạc tiếng Anh. Với em thích coi phim Hồng Kông, với lại em thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Rồi hát bản tiếng Anh đi. À, nhưng thì em thích nghe nhạc tiếng Anh chị. Nhưng mà em hát tiếng Việt. Em tặng mọi người một bài của nhạc sĩ Lam Phương. Em ơi nhớ em thao thức từng đêm, làm sao quên đường phút giây em đêm, cầu mong cho mau trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Hát tiếng Nhật đi, hát tiếng Nhật cho nó lạ. Kuchi o kiku no ga umaku narimashita, ruji o hiku tabi ni wakarimasu. Ano hito oi kakete kono michi e tsuita koro wa itsu ka naki narete. Anh cũng hiểu nè, tôi biết tiếng Nhật nè. Đừng vào tim em môi băng giá, đúng không? Dạ. Biết tiếng Nhật giỏi lắm. Qua coi mặt cô này coi sao nha, hình như cháo tôi vậy. Trời, người quen mà con mà. Con chú. Ủa con có ai vậy? 8. À bà 8. Thôi thôi, nay lớn lớn dữ ta. Trước nhìn con chút béo rồi đi Nhật về lớn dữ vậy. Đi mới có 1 năm mà chú ơi. Muốn chồng chưa? Muốn bồ. Bồ làm gì? Đi chơi. Đi chơi. Muốn bồ che chở có người, có cái bờ vai để dựa. Không thích gì ở bồ. Hôi chú. Hôi. Cái lỗ tí rồi. Thơm. Không thích người hôi hả? Cái đó là cái mùi cơ thể, nhiều khi mình cũng không có tự kiểm soát được nữa. Nhưng mà thí dụ như mà ai nó lỡ như vậy rồi chú, cái mình tìm cách mình khử. Mình lăn, mình chà, mình xịt. Mình tắm, mình rửa, mình cạo. Dạ. Đúng không? Làm sao mà cho nó bán cái mùi hôi á? Thôi thôi, nói chung hôi khó chịu rồi. Không thích gì nữa? Dạ hút thuốc. Uống rượu. Uống rượu? Có uống không? Dạ không. Không luôn. Còn gì nữa không? À, cũng còn nhiều lắm chú, nhưng mà nói hồi chắc không được quá. Đâu thử kệ nói đại đi, có biết đâu. Cứ mình nói hết cho bên kia hiểu luôn. Dạ không thích keo. Keo? Keo là sao? Keo kiệt á. À keo kiệt á hả? Dạ. À rồi gì nữa? Không thích ở dơ. Rồi đó là hôi, là ở dơ đó. Ở dơ mới hôi. Không thích nói nhiều. Thì hơi nhiều quá. Có dơ không nè? Dạ không. Hả? Có keo không? Dạ không. Có lâu lâu không tắm mấy ngày không? Cái đó thỉnh thoảng thôi. Có thật thà vậy đó hả? Đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ. Mẹ? Mẹ đâu? Dạ em ngồi ở dưới. Dạ chào cô. Con gái cô có dễ chiều không? Không phải là khen gái mà rất là ngoan hiền. Đi học đi làm suốt, không có biết đi chơi, không có bạn bè với tội nghiệp lắm. Thành thử ra
mẹ muốn là tìm cho con một người bạn trai cũng biết thương yêu con gái mình, rồi cũng hiền, lo mần ăn này kia. Coi chương trình này nói thấy vui quá, Quyên đăng ký đi Quyên. Cái nó chịu ý mẹ đó, chứ nó sợ lắm. Rồi nó nói hả mẹ chịu, con chịu. Tôi nói trời ơi, đâu được, con chịu mới được chứ mẹ chịu gì được. Vậy vậy bây giờ bữa nay cô chịu không? Giờ mẹ chịu chưa? Mẹ chịu chưa, đâu rồi? Dạ chào chị. Chào chào mẹ đi, lẹ cơ hỏi mẹ chịu chưa. Dạ thưa bác, là bác thấy con có dễ thương không bác? Cô thấy cháu thì cô cũng thích, còn trẻ mà chịu khó vậy là cái thấy đức tính là tốt, cũng dễ thương. Dạ cảm ơn cô. Biết đâu là được sao ha. Rồi, bạn có đi với ai không? Dạ em đi với cô với anh làm chung. Cô ruột hả? Dạ cô ruột. Rồi cho gặp cô ruột ha. Cô Út thấy bạn gái này rất là dễ thương và duyên dáng. Cô Út thấy thì cô Út đồng ý rồi. Thôi bây giờ là cho hai bạn gặp nhau đi. Chứ hai bên thì cũng là đồng ý rồi đó. Mà anh thua là nuôi trẻ thôi. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Cao quá, đứng lên cho người ta coi. Anh có món bò ngọt. Em học tiếng Nhật được bao lâu rồi? Dạ em học tiếng Nhật được 4 năm. Vậy tiếng Nhật em giỏi hơn anh này. Anh học được có 3 năm thôi. Nhưng mà anh đi Nhật 3 năm. Anh đi Nhật là anh đi làm thôi, em còn thời gian học thì hơi ít. Từ nhỏ anh mơ ước đi Nhật từ nhỏ, không phải là để anh qua thăm Nhật, mà là để anh đi làm để kiếm tiền phụ ba mẹ. Nhiều khi về 1-2 giờ đêm mà anh phải thức, anh học bài. Để anh tự anh đi thi, anh lấy được cái bằng để về mình đi dạy, sau này cuộc sống nó thoải mái hơn cho gia đình. Dạ. Một ý chí, nghị lực vươn lên. Em nghĩ sao về anh? Dạ, em thấy anh là người đàn ông lực lưỡng. Em thấy anh là một bờ vai vững chắc. Nếu như mà ai mà làm vợ anh chắc là sẽ được anh che chở nhiều lắm. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em sao cũng được á anh. Anh nghĩ là người yêu thì là một cái người như thế nào trong cuộc đời của anh? Thì trước tiên thì đó là người yêu. Nhưng mà sau này nó sẽ là một cái gắn kết lâu dài, hai người cùng đi đến một tương lai xa xôi. Chứ không phải là hiện tại chỉ là người yêu sau đó rồi dừng lại. Anh muốn là như vậy cho nên anh mới đến với chương trình ngày hôm nay. Nếu em muốn sớm thì anh sẽ tiến sớm, nếu em muốn trễ thì anh có thể chờ em. Tại vì anh cũng đang vướng bận công việc học. Nhưng mà anh có thể sẵn sàng gác công việc học để đám cưới. Cưới ở đâu? Dạ Vĩnh Long ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Mỹ Tho. Dạ bạn chọn đâu em ở đó hả? Cưới giờ cũng dễ quá ha. Làm rể luôn hả? Bắt rể được không? Dạ được đó. Em cũng con một mà. Ủa gì hả? Dạ. Mà một đàn hả? Dạ. Em còn 2 đứa em gái nữa. Dạ. Dạ xong rồi chú. Chưa xong. Nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Bạn nam có thể nói một câu nào tỏ tình với bạn nữ để thuyết phục bạn nữ đồng ý hẹn hò với mình đi. Chờ nãy giờ đó chị. Dữ vậy. Anh có thể tiến qua bên cạnh em được không? Em có cần đứng lên không anh? Thôi em ngồi được rồi. Để anh. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu sẽ đi chung đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em ơi xin hãy cứ tính. Anh hy vọng là anh sẽ được quen em. Nè, không học nước ngoài vậy không, cái ăn ghê không? Thấy có rung động gì không? Dạ rung. Hả? Dạ rung. Rung. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cái khúc ảnh cầu hôn em cảm giác sao? Gì đâu mà làm gì vậy? Rùng mình vậy? Lần đầu tiên được như vậy thấy nó ngộ ngộ. ngộ dữ lắm đúng không? Ngộ sao? Dạ em không nghĩ là trong chương trình này có một người sẽ làm vậy đó với em. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Ê,
má hồng ửng hồng lên rồi đấy. À, gửi tặng hai bạn món quà của chương trình. Đây là cặp loa sao mắt i5. Các bạn sẽ nghe nhạc tình yêu, bạn đem cặp bé xem phim. Cái không gian rất là tuyệt vời để hai người hiểu hơn. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chương trình. Trước thềm năm mới, em với bạn nam của em xin chúc đến chương trình cũng như là tất cả các khán giả của chương trình qua màn ảnh nhỏ, chúc mọi người năm mới thật là hoan hỷ, sức khỏe thì bền bỉ, công danh thì như ý, đặc biệt là tiền vô bạc tỷ, tiền ra ri rỉ, vạn sự như ý. Xin nên ake maste omedeto gozaimasu. Vậy là có một cặp đôi đón Tết vui gấp bội. Đúng rồi, đêm nay giao thừa họ sẽ có vui nhiều quá. Điều để nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Ủa, cái gì vậy? Ủa, chị mới làm mai cho em Hạnh rồi mà, đi coi phim đi chứ. Tên Tuyết Sơn phải không? Dạ không, em là Tuyết Thủy chị. Hả? Em là Tuyết Thủy. Tuyết Thủy? Dạ. Phải không? Trời, tôi nổi da gà hết trơn rồi trời. Tên là Tuyết Thủy hả? Dạ. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Em với Sơn là sinh đôi đó chị. Thiệt không á? Thiệt. Chị em sinh đôi? Dạ. Với cái cô hồi nãy? Dạ. Tuyết Sơn, Tuyết Thủy. Ờ, à, cũng giống lắm á. Vậy là cũng 30 tuổi luôn hả? Dạ. Anh Linh ơi, bất ngờ không anh Linh ơi? Anh thấy em hốt hoảng bên đó, anh cũng nghĩ ra điều gì rồi. Chắc là gặp cô gái sinh đôi rồi. Mình chúc chừng nào cho gặp xong anh kiểm tra chứng minh nhân dân. Chứ dạ, để hồi nó lộn kỳ lắm. Hiện nay là Thủy đang làm công việc gì? Em làm chung công ty với Sơn đó chị. Trời đất ơi, sao cái gì cũng chung hết vậy? Rồi hồi đó giờ có mối tình nào chưa? Thì em cũng đơn phương một lần rồi chị. Gì vậy trời, lần đầu tiên có một cặp sinh đôi tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò, yêu đơn phương một lần rồi cũng ế tới giờ. Hai chị em y như vậy không? Không phải là chưa kiếm được người hợp chứ ế. À, thôi hỏi bạn nam đi, bạn nữ giống hệt nãy. Y hệt nãy hả? Y hệt nãy. Để một hồi tôi kiểm tra lại cho, cái này tôi chưa biết gì hết ha. Thôi, yêu cầu của anh người bạn nữ như thế nào? Yêu cầu của em có một thôi, nhưng mà khá là cao. Rồi, nói luôn. Thì để em kể một câu chuyện để anh thấy là cái yêu cầu em nó cao. Chuyện dài không? Cũng không dài lắm. Khoảng nhiêu lâu? Chắc khoảng 2-3 phút rồi. Rồi kể 2-3 bắt đầu. Hồi xưa lúc em còn nhỏ, em có đi với ba em. Thì mỗi lần mà em thích một cái gì đó thì ba em đều hỏi là con thích không? Em nói thích. Thì hai cha con mới đứng nhìn cái món đồ đó, nhìn hoài. Sau đó đi về, chứ không có mua. Sau này lớn lên, em mới hỏi ba em, tại sao lúc đó ba không mua cho con? Do nhà mình khó khăn hay sao? Cái ba em mới nói một câu, là người mà thương mình thật thì không phải là người là mua cho mình mọi thứ, mà là người ta chấp nhận bỏ cái thời gian của người ta ở cùng với mình. Thì đối với em á, thời gian là cái quan trọng nhất và cái quý giá nhất. Có thời gian mình có thể đi làm, mình kiếm được tiền. Có thời gian mình tập thể dục, mình khỏe mạnh. Nghĩa là thời gian là vàng là bạc. Cho nên cô gái nào mà chấp nhận là cùng với em, dành trọn thời gian, trọn đời với em thì ok. Nghĩa là phải có thời gian ở với em. Thời Ủa gian anh, đi chơi với em. Thôi ở người khác sao anh? Bên đó có phòng trọ không? Bên đây giống như cũng y chang như trường hợp hồi nãy. Cũng cao 1m8, tráng cao 1m9. Để hỏi Thủy ơi, để cao hơn nha. Đừng, không phải tội chị ơi. Ừ. Lùng mình lụm tiền nhanh hơn. Ủa sao vậy? Sao mới nói cao 1m8? Cúi xuống mệt. Mình lùng hơn, mình lụm tiền nhanh hơn. À, cũng được ha. Rồi từ từ để tôi hỏi cô gái bên này cái đã. Mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì không? Nói vậy chứ sinh đôi cũng phải có những cái đặc điểm riêng chứ, đúng không? Dạ, em thấy là em bình thường lắm, điểm mạnh thì không có. Dạ. Điểm yếu của em có thể là em lo chuyện bao đồng. À, em thích cái mẫu người bạn trai mình là người như thế nào? Em thích người đó là phải có tính quyết đoán, không gia trưởng, không biết hút thuốc và đừng có nhậu nhẹt. Em ghét người nhậu nhẹt lắm. Chị thấy là giống hệt Sơn vậy đó. Đây khác à, đây khác Sơn rồi nha. Tráng cao chút được không em? Không. Trời, khó quá, hẹn chi hai chị em căng à. Chị ơi, em xin phép về trước nha chị. Bình tĩnh. Hồi nãy cái cặp kia cũng vậy mà cuối cùng là tôi với Quyền Linh vẫn là làm mai làm mối được mà. Chị ơi. Em có bây cái giờ... gì, em có gì khác em tự giới thiệu đi, em phải show up ra giống như bạn trai nãy vậy đó. Em có thời gian thôi.
Tiêu chuẩn của em như thế nào? Do em bị ba cái lý do ế cho nên là em cũng không có yêu cầu cao về bạn gái lắm. Em chỉ yêu cầu giống như cái hồi nãy thôi. Thì ba cái lý do ế của em kể anh nghe ha. Được hả? 3 phút. Rồi 3 phút bắt đầu. Cái lý do ế đầu tiên á là nó thuộc về vấn đề vật lý. Vật thể khi gặp nóng nó sẽ bị giãn nở. Cái gì vậy trời? Cho nên là anh nhìn em nè. Anh nhìn em, đó là lý do số 1. Lý do số 2 là nó thuộc về vấn đề gọi là tâm linh. Đó là hồi nhỏ em châu bò lắm. Em mơ có thằng nhóc nó cứ lấy cung tên nó bắn em hoài à. Em quơ lên em hốt nó liền. Hốt nó xong nó hứa với em là từ nay về sau nó không có bắn em nữa. Tỉnh dậy em mới biết nó là thần tình yêu. Coi như là bị lời nguyền rồi. Thứ ba. Lý do thứ ba. Nhìn tôi nè. Dạ. Kể thứ ba đi, kể chuyện thứ ba. Lý do thứ ba của em á, hồi đó em thích cái bạn đó, em tỏ tình với bạn đó, em hỏi là mình có thể hẹn hò nhau không? Cái bạn đó mới nói là hỏi ngược lại em là anh có muốn xem hình bạn trai của em không? Em cũng cố nén đau lòng, chấp nhận coi. Bạn đó mới lấy điện thoại ra, đưa sát vô mặt em. Em nhìn lên em không thấy cái điện thoại có gì hết á. Cái màn hình trắng nhách à. Cái nắng mới chiếu vô, em thấy mặt em trong đó. Em nói trời, hạnh phúc quá. Hóa ra là bạn gái đó là thích mình. Cái tự nhiên bạn gái đó thấy mặt em hạnh phúc, nói quên bấm màn hình lên. Xong, xong bây giờ đó là em hết dám quen ai luôn. Hổ hàng ha. Hồi nãy em nói là em có thời gian. Mà em có hiểu nguyên nhân tại sao em bị ế không? Hồi đó em quýnh thần tình yêu nên bị lời nguyện. Theo anh nghĩ tại lý do ế là tại vì em kể quá nhiều chuyện. Đúng rồi. Em có quá nhiều thời gian trong khi người ta lại không có thời gian. Cái thời gian kể chuyện đó, người ta đi làm đi kiếm tiền đi ông ơi. Bây giờ khai chút xíu về nhà cửa, cha mẹ rồi có cái gì không? Giống như nãy em nói là em đang làm ở một công ty phân phối linh kiện máy tính. Tạm coi là có công việc ổn định đi. Đang ở với ai? Em đang ở với má, bà chị. Thì nhà thì nhà chung, không có nhà riêng. Lấy vợ vợ ở chung luôn. Lấy vợ vợ chắc ở chung quá. Chị mấy tuổi? Chị em sinh năm 83. Chưa lấy chồng? Chưa lấy chồng. Sao không giới thiệu tới bạn muốn hẹn hò? Ê, người ta giấu với ai? Phải đưa chị đi trước mới rước vợ về sau được chứ. Chứ chị chồng ở chung với em về mất công lắm. Rồi thôi, thôi đi về đi. Thôi, thôi về hả chị? Thôi. Mắc cười qua hỏi người ta kêu đi về. Khó mà. Kể chuyện rồi, hoài. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em là người phụ nữ thế nào? Cấm kể chuyện. Mẫu hình lý tưởng của em thì một người phụ nữ bình dị, yêu thương nhau thật lòng. Lùng em chốt là được. Có đâu không? Giống em được không? Có đâu là anh với em yêu nhau rồi. Đến coi. Em nghĩ coi của anh đây. Nãy giờ thấy các tường hoảng hốt thế nào, coi thử coi nói sao. Anh khỏi coi. Trời đất ơi, ơi. Khoan, chờ chút xíu. Em chờ xíu, anh chứng minh coi anh kiếm cái cô nãy đâu rồi. Đâu rồi, cô nãy đâu rồi? Lên đây. Vậy cái cặp kia người ta đang yêu nhau, anh làm cái gì vậy anh Linh? Không phải. Sao anh chia rẽ anh ta vậy anh? Chờ chút xíu nha, đứng đây nha. Gì vậy anh Linh? Kiểm tra kỹ lên. Đúng rồi. Anh chỉ sợ là mai mốt mà có gì anh chịu trách nhiệm thôi. Thành ra anh muốn cho mọi người thấy là có hai cô đứng hai bên. Ha? Đó, y chang vậy nè. Vậy lát nữa em khỏi kéo lên. Hả? Lát khỏi kéo lên. Khỏi em kéo thấy luôn. Rồi. Đúng rồi, được rồi. Vậy giờ bấm luôn hả? Bấm luôn đi. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Anh về với anh chàng bên kia đi. Rồi vậy anh tin rồi đó. Bây giờ bạn nam bên kia thấy cái chị của bạn nữ thấy làm sao? Tình đôi chưa dắt giống tính anh. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cho nên là khó lắm à. Hên xui đi. Rồi hên xui đi cho hai người kéo lên. Em nghe bạn nam bên kia kể chuyện em cảm giác thấy làm sao? Thấy bạn ấy cũng là người chín chắn. Rồi 2 phút cho em để em cảm nhận. Kéo màn lên. Thôi mà mình thấy rồi khỏi quay đi. Đúng rồi. Quay qua nhìn đi. Dạ. Chào bạn. Phải cảm ơn bạn. Dạ. Đúng là thấy to quá ha. Dạ. To nhưng mà tâm hồn bé nhỏ chị. Thôi đừng kể chuyện nữa, tập trung có 2 phút à. Giống như là mục tiêu của chương trình là để hai người thật sự cảm thấy là có cảm giác thì bấm. Cho nên mình cũng, bạn có thể suy nghĩ thật là kỹ. Bạn thích mình, bạn bấm. Bạn không thích, không bấm. Mình không có vấn đề hết. Tại vì mình quan điểm là sống là phải tùy duyên. Đúng rồi. Cái gì mà của mình á là của mình. Cái gì không phải của mình á phải giành giật nó mới có. Ủa vậy đâu phải là tùy duyên bạn. Tùy duyên theo cách của mình. À. Mình muốn hỏi bạn nếu bạn gặp khó khăn hay có chuyện gì vui, bạn người đầu tiên bạn chia sẻ là ai? Giờ mình chưa có người yêu đúng không? Thì mình gọi cho mẹ. À, mẹ. Người quan trọng nhất trong gia đình với bạn đó là ai? Quan trọng nhất tất nhiên là mẹ rồi. Mẹ. Nhưng mà mốt có vợ quan trọng hơn.
Có bạn nói về không sợ sợ mẹ bạn buồn sao? Không phải bạn, cái này là phân tích logic nha. À. Cha mẹ là có thể là ở với mình nhưng không ở cả đời. Ừ. Con cái á, lớn lên bỏ mình đi. Ừ. Chỉ có bạn đời của mình mới ở với mình cả đời thôi. Ừ. Thì bạn đời mới là quan trọng nhất. À. Nhớ bấm nha. Tôi chưa thấy ai mà vừa nói chuyện cứ nhớ bấm nha. Không, anh nhắc, sợ nhiều khi người ta rung quá người ta quên. Sợ người ta không bấm hả? Không, người ta rung quá người ta quên. Dù người ta không bấm sao? Bạn không thích mình, bạn có quyền không bấm. Cuộc sống này á, không có dễ dàng. Cho nên á, nếu mà mình muốn mà sống một cuộc sống vui vẻ á, thì cơ bản là tâm hồn mình phải vui vẻ. Vui vẻ cho đời nó bớt khổ. Ừ. Cảm ơn. Rồi, hết giờ. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Chị mình là chị mình và mình là mình nha. Dạ. Hết sức bình tĩnh. 1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nam nè, thấy bạn thuyết phục cũng được lắm mà sao bạn vẫn không đồng ý? Nói chung là em cảm thấy là em chưa có rung động nên em quyết định không bấm. Cảm ơn hai bạn rất tôi nghĩ rằng trong sâu thẳm bạn trai rất là dễ thương. Ừ. Nhưng mà do cái cách mình nói chuyện ở bên ngoài nó mất một chút về gọi là cái tình cảm của người đối diện. Tôi nghĩ là như vậy. Bạn thiếu chút xíu đó thôi. Chứ bạn cũng đẹp trai, cao ráo, cao hơn tôi nhiều. Tóc cũng ít hơn tôi nhiều. Thôi, chúc trai vui. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc bạn sẽ có tìm được một nửa của mình ha. Cảm ơn anh ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em chào chị. Cảm ơn. Em đang lo lắng không biết cho hai chị em mai mốt rồi đi chơi giờ bị lẻ bạn rồi giờ sau đây cũng buồn ha. Thôi, sẽ tiếp tục tìm kiếm cho cái trên của fanpage em. Bay của chương trình Bạn Nguyên Hò cho một người bạn đời của cô em gái. Thưa quý vị, chương trình Bạn Nguyên Hò vừa thay format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật. Em tên Ngọc, em 23 tuổi, đến từ Đồng Nai. Quên chào tôi. Xin lỗi. Em chào anh. Ngồi kế bên không chào, chào bên kia. Hãy chơi cho vui thôi. Tuổi làm nghề gì Ngọc? Em làm nhân viên kinh doanh. Rồi, mời bạn nữ. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Bùi Thị Ngọc Dung, em đến từ quê hương Tháp 10 Đồng Tháp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 22. Mình đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên trong phòng kinh doanh ở một công ty tổ chức sự kiện chị. Là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Mình giới thiệu luôn. Dạ em nghĩ điểm mạnh của em là em tự tin, tự lập cao. Có thể là tự động bố trí công việc của mình. Bạn bên kia là Dung. Dạ. Bạn là Ngọc. Dạ. Chắc Ngọc là cũng trải qua một vài mối tình nhỏ nhỏ đây đúng không? Dạ em chỉ được một mối tình thôi ạ. Một mối tình? Vâng. Chia tay lâu chưa? Dạ, cũng khoảng được 3 năm rồi. Vậy còn mình là mình có mối tình nào chưa? Mà có 3 mối tình anh chị. Chung là quen ngắn ngắn rồi chia tay. Là cách này khoảng 1 năm mấy rồi đó chị. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn gì cao lắm không? Dạ không chị, nói chung là cảm giác cái nhìn đầu tiên của mình. Với lại là người phải có chuẩn chạc, có trách nhiệm xíu. Ngoại hình thì em không có yêu cầu cao. Ngoài giờ làm việc thì mình sở thích của mình là mình hay làm gì? Em thích uống cà phê chung với mấy đứa bạn, đi xem phim. Cuối tuần thì có thể là ca hát nhảy múa gì đó. Có ca hát nhảy múa nữa? Có. Đâu giờ làm thử cái ca hát nhảy múa gì cho mọi người coi đi. Cũng cầm pháo tay đi quý vị. Hình như anh bên kia có điều muốn nói. Cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngày ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Dễ thương quá. Bạn nam cảm nhận sao với giọng hát của bạn nữ nè? Quá hay, quá chất luôn ạ. Quá chất luôn. Làm lại bài đi. Yêu anh đi em, anh không đòi quà. Na 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 na. Chưa có quà. Chia tay anh không đòi lại quà. Na 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 na. Hay lắm. Được, có duyên đấy. Vâng. Có duyên ha. Dễ thương. Bây giờ cái tiêu chuẩn mình tìm người yêu như thế nào? Giản đơn. Khi mình yêu thì tốt với nhau là chính, chân thành. Chân thành. Vâng. Ngoại hình. Ngoại hình thì ai cũng muốn người yêu đẹp như em, chỉ cần người yêu tương đối thôi. Vâng. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đừng có quậy phá là được rồi. Đừng có quậy phá. Quậy là... Quậy là sao bạn? Dù quậy sơ sơ được không? Nhưng mà quậy tí chứ có không khí thì ok. Em thì hiền lắm. Sợ con gái vũ phu à. Ở bên đây không có hiền? Không hiền hả? Hiền sao? Bên kia không hiền rồi đó rồi sao? Không hiền thì chắc để em ăn hiếp vài bữa vậy.
Dạng lên, rụt rè quá à. Tranh thủ thời gian đi anh, em hỏi anh một câu nha. Ví dụ như em với anh quen nhau, khi mà anh dắt em về ra mắt với gia đình hay là bạn bè của anh á, sau qua ngày sau thì bạn anh lại nói với anh là thôi đi mày đừng có quen con nhỏ đó, nhỏ đó xấu lắm, ở dưa ăn nhiều nữa, mày để tao làm mai cho mày một đứa khác đẹp dễ thương hơn. Thì anh suy nghĩ như thế nào, anh có thay đổi cái lập trường của mình lúc đầu đi quen em không? Ai cũng có một cảm nhận đầu tiên, nếu như cảm nhận xuất phát từ đầu tiên thì anh sẽ chọn em, còn nếu cảm nhận xuất phát từ sau đó mọi sự tùy duyên. À, cái đó mới là quan trọng. Bởi vì hai người yêu nhau nhiều lắm rồi, nhưng khi có một cái người nào đó khách quan, họ nói này nói nọ thì lúc đó bạn xem lại đúng không? Cái đó là quyết định ở em, mà em sẽ là người hiểu rõ nhất. Đúng rồi, lập trường mình phải lập trường rõ ràng chứ. Vâng. Nhưng bây giờ mà muốn lấy vợ liền chưa hay là chỉ quen nhau để tìm hiểu một thời gian thôi? Chắc chắn là phải tìm hiểu, sau đó sẽ là dẫn đến hôn. Khoảng bao lâu? Khoảng một năm ấy. Một năm. Bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? À, em sống bố mẹ luôn. Bố mẹ có mấy người? Bốn anh em trai. Ở chung nhà luôn? À không, mấy anh em lấy vợ hết rồi, ở riêng hết rồi. Vậy thì cô gái kia phải làm dâu? À không hẳn thế, bởi vì em mà lấy vợ phải mua đất ở riêng. À mà mua chưa? À chưa. À lấy đang nghèo đó mua. Đang nghèo chị. Ủa mà ai mua, em tự mua hay là ba mẹ em mua cho? Dạ em tự mua. Giờ em có tiền chưa? Dạ em chưa có tiền. Nhưng mà sao đòi năm sau cưới vợ? Từ từ rồi có. Vâng đúng rồi. Thế mình nếu mà làm dâu thì em có chịu làm dâu không? Dạ chịu chị. Tại vì em xem ba mẹ chồng của em thì cũng giống như là ba mẹ của em thôi. Thương chồng đều phải theo chồng. Bếp núc nấu ăn rồi biết không? Em chỉ có tinh thần thôi chị, nhưng mà nấu ăn thì em tệ lắm. Kệ, có cái tinh thần là quý rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bên đó là ví dụ được là một năm nữa tiến tới hôn nhân rồi đó. Còn em thì sao? Em muốn chừng nào kết hôn? Chắc em nghĩ là em phải 2 năm nữa chị. Chuyện đó mình thương lượng được đúng không? Dạ. Phải chờ đợi mình đúng không? Bạn không thích điểm nào ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông tính toán chi li quá chị. Ví dụ như sao? Đi ăn uống với bạn bè gì đó, nhìn cái biểu tính tiền kỹ quá. Ủa không tính kỹ rủi quán ăn gian mình sao em? Không chị, mình có thể nhìn lướt qua thì mình lướt qua sao cộng kịp. Phải cộng chứ. Đó chị, cộng kỹ quá em ngại. Ví dụ như đi với bạn bè, một cái khăn cũng trả lại. Ví dụ một hai cái khăn thì có thể là lướt qua luôn cũng được. Có thể là quen lâu rồi thì mấy cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà khi mới hẹn hò mà mấy cái chuyện đó mà kỹ quá. Cái đó người ta gọi là làm màu. Người ta vậy sống mới chân thật. Chi li là ví dụ đi chợ phát tiền cơm, tiền đồ răm rắp. Ví dụ đi sao hôm nay sao mua bó rau hôm qua mua 5.000, nay mua 4.000. Ví dụ nay mua tại sao 6.000, sao em không trả giá. Cái đó mới gọi là chi li. Chứ còn mình đi ăn mình kiểm bill để mình trả tiền thì chuyện đó chuyện bình thường mà. Nhưng mà em không thích chị ơi. Bạn sao tính, bạn có thoải mái không? Sẵn sàng và thoải mái. Làm 10.000 xài hết nhiêu? Chắc tới 4 luôn. Tới hết 10.000 luôn. Trời ơi. Anh cho em hỏi là anh có thích là con gái mà lớn tuổi hơn anh không? Có. Có luôn hả? Lý do tại sao vậy? Thứ nhất là người em già nè. Cái thứ hai là em làm trong môi trường toàn người lớn tuổi không? Em rập khuôn những cái đó nhưng thích những người chín chắn hơn. Còn nhỏ tuổi hơn không được hả? Không, nhỏ tuổi hơn mới được, nhưng mà cái tính chín chắn. Có những người nhỏ tuổi vẫn chín chắn chứ? Dạ vâng đúng. Hôm nay bạn đi với người thân hay nào? À em đi với bạn của em ạ. Chúng ta hỏi thăm bạn thế nào? Em là bạn của bạn em ngồi trên kia. Em cũng đến từ Nghệ An luôn. Thấy cô bên này có hợp với Ngọc không? Bên trong thì em cũng không có biết được là như thế nào. Sao biết được? Ở đây em chỉ nói vấn đề bên ngoài thôi. Bên trong thì cái đéo để hai bạn tìm hiểu. Nhưng mà bên ngoài nói chung là em nhìn hai bạn này thì nói như trong trận đá banh thì cũng là đồng banh đấy. Cũng khó bắt lắm ha, đồng banh ha. Cũng khó bắt lắm. Nhưng mà nếu như mà được bắt thì em cũng đặt là bên bài em chấp mà chút xíu. Em có bạn gái chưa? Dạ em chưa có chị. Nhưng mà chương trình này là đang nói cho bạn Ngọc ha. Còn nếu em muốn nói về em vài bữa mời em lên đây ngồi. Ha. Em cũng hy vọng là vậy chị. Rồi cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất là thật ha. Mình sao, mình có ai đi theo ủng hộ mình ngày hôm nay không? Dạ có chị, em có bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Ừ chào em. Sao bên đó sao? Dạ em thấy hai người nào cũng chững chạc chắc được đó chị. Hợp nhau không? Chắc cũng hợp. Bên ngoài hay bên trong? Ngoài trước đi chị. Trong hai người đó tự tìm hiểu. Ủa em có bạn trai chưa? Chưa. Dạ, đi. Em chưa có. Chưa đi. Dạ nè đứng lên, nó đâu rồi, dòm nhau coi được không? Cứ mời lên luôn. Đó bây giờ hai người đứng lên chị dòm cái coi được không? Đứng lên mạnh đó, tiến qua giùm cho chị. Mình men mà mình qua đi, bắt tay đồ đó làm đó. Thôi tập trung cặp bên này đi, để cặp dưới tính sao. Dạ. Chào bạn, dễ thương đấy. Bạn có sợ là quen một người nhút nhát quá không? Nhút nhát mà trầm tính thì được, mà nhút nhát quá trẻ con em không thích. Sao không thích trẻ con? Em thích, tại chú muốn nuôi dạy trẻ sớm.
Tức là những người lớn tuổi hơn mình chững chạc hơn mình hả? Dạ đúng rồi anh. À, nhưng mà anh ấy nhỏ hơn mình là sao? Không thích. Không thích luôn. Nếu mà nhỏ hơn thì tính tình nó chững chạc thì em có thể là thích, còn mà tính tình trẻ con em không có thích đâu anh. Rồi anh hiểu ý em rồi. Ủa sao nãy giờ nghe ở dưới nói là già, rồi thích quen người lớn tuổi nữa. Chào chị. Ờ già quá chứ trẻ con đâu mà trẻ con. Trời ơi sao bạn em làm quá mà em hiền quá vậy? Em không thích cái điểm gì ở người phụ nữ? Quậy phá là em không thích, thì thế thôi. Nói chung là bỏ bê việc nhà vậy đó. Quậy quậy sao bông thổi chơi, thổi bông bóng chơi, không làm việc nhà. Tao uống đá chanh, cà phê tao còn quậy. Thì đó, đứng này cũng cao dữ rồi nha, cao mét mấy vậy? Em cao mét 8. Đâu? Đứng lên thử coi. Cao thiệt, nhưng mà cỡ mét 75 thôi, 8 là có hơi lố. Trời ơi. Chê hoài ha. Đâu có chê, mình chỉ nói sự thật, chê gì. Rồi, kéo màn lên. Sao? Trước hết em gửi đến anh là quê hương của em là Sen Thấp 10. Cảm ơn em nhiều. Ở Thấp 10 cũng có sen, ở Vinh, thành phố Bắc á, Nam Đàn á, cũng có sen. Làng sen nó đẹp lắm. Hai bên có sen là hợp rồi đó. Anh nhìn em, anh thấy em có quậy không? Em thì chuẩn rồi. Không, em hỏi anh là em có quậy phá gì không chứ? À, không. Sao biết? Dạ thì em cảm nhận. Sao em hỏi gì anh à? Dạ không, tới anh hỏi đi, tại em hỏi câu rồi tới anh hỏi câu thứ hai. Có rung động gì nhau một chút xíu nào chưa? À có rồi đấy. Có nói với bạn kia rồi, nói với chi với em thì anh rung động thế nào nói đi. Bạn thích nhất gì về người con gái đối diện? Em thích khuôn mặt của bạn ấy rất hiền, dễ thương. Gì nữa, thích gì nữa? Hết rồi anh. Thích gương mặt dễ thương thôi hả? Vâng ạ. Bạn ấy nói bạn dữ lắm mà. Chắc lẽ không đâu. Cái này bên ngoài thôi đó anh. Em cảm nhận bạn trai đó sao? Thì cũng thích thích. Thích gì nhất ở bạn trai? Cái body á. Chịp cái body sao thích vậy? Body này sao thích? Nhiều khi có cao thôi, ngoài ra không có gì trơn. Cái đó thì từ từ tìm hiểu chị. Gì mặt mày đỏ tía vậy? Nóng quá. Hơi nóng. Không có nóng, đây lạnh mà. Lại nóng nhờ. Là do bạn nóng ở trong lòng bạn, bạn nóng. Rồi cho em làm công việc kế tiếp. Công việc gì? Công việc gì? Đây đâu có việc gì đâu. Đây đi tỏ tình mà, đi công việc gì tỏ tình đi. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Người ta chỉ yêu trong 3 giây thôi. Có lẽ anh yêu cho em trong 3 giây. Bà kéo dài được 3 ngày. Không có đâu chị. Em hứa gì với bạn nữ nếu như chúng ta quen nhau? À, đúng rồi đó anh, hứa đi anh, đây có nhiều người làm chứng. Nếu như thật sự đến với nhau thì anh nghĩ anh sẽ cho em hạnh phúc. Có tin được không? Cũng khoái rồi, cười chút thích rồi. Khoái không? Thấy khoái sao không? Mà đòi vỗ tay hoài vậy? Cũng có cảm giác chị. Cảm giác thế nào? Thích. Dạ. Thích, người ta nói là thích là đủ đấy. Đối với anh là đủ, với nhiều khác thì chưa có đủ. Dạ. Yeah, những cái lời mà anh dành tỏ tình với bạn thì bạn cảm nhận như thế nào? Em chỉ muốn anh nói thôi chứ thật sự em không có tin chị à. Sao vậy? Lúc trước đó chị em cũng có kinh nghiệm ba mối tình trước là cũng có nói, cũng có hứa, rồi không có làm. Thôi mà trước tiên có nói là được rồi. Ai mà nói tôi vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Còn cái chuyện đó tính sau đi, đúng không? Rồi, ngồi đây. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có đồng ý nhấn nút hẹn hò với nhau hay không nha. Một. Hai. Và ba. Hết thời gian. Chơi ăn gian bấm sao nha. Em coi thử coi bấm không, em mới bấm. Ví dụ anh ấy không bấm thì sao? Đã quê chết. Gì đâu quê, bình thường mà. Có những mối tình mình thích người ta, người ta không thích mình cũng là chuyện bình thường. Nếu người ta không yêu mình bình thường mà. Chúc mừng hai bạn, đây là những cái vé xem phim gửi tặng hai bạn. Chúc hai bạn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình có thể nắm tay nhau. Cảm nhận thế nào bạn trai? Có lẽ đây là giây phút thật của yêu đấy. Đấy, câu này hay này. Người ta thật đấy nhá. Phải tin vào điều đó bạn gái à. Chúc hai bạn hạnh phúc. Mời bạn trai. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn gái. Chào anh. Chào em. Dạ. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi em. Em tên là Lê Minh Dũng.
Em sinh năm 93. Thì hôm nay em tới với gia đình, tới với chương trình để kiếm một người để em có thể quen nhau lâu dài và sau này có thể... Dũng sinh năm 93, Dũng làm nghề gì Dũng? Hiện tại em đang là kỹ sư hệ thống ạ. Kỹ sư gì? Kỹ sư hệ thống ạ, có thể gọi là đó là một ngành trong công nghệ thông tin. Thông tin, công nghệ thông tin ha. Dạ. Bạn làm ở đâu? Em làm ở ngay vòng xoay Dân Chủ anh. Gần ở đây. Dạ. Rồi quê ở đâu Dũng? Quê em thì ở Nghệ An nhưng mà em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ. Nhưng mà làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Là mỗi ngày em đi về thành phố Hồ Chí Minh với Biên Hòa hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh và xin chào chàng trai ở bên. Với lại em cũng xin chào các khán giả của chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Trang Thành. Năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng và hiện nay thì em đang làm kế toán. Em cũng có một cửa hàng nho nhỏ bán quần áo ở trên đường Huỳnh Văn Bánh á. Hiện tại mình sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ đúng rồi chị. Em có ngại quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không ạ. Bên kia là sinh năm 93 là 25 hả em? Dạ 25 ạ. 25 đúng rồi, em là sinh... Dạ em là sinh năm 90, em 28 tuổi. Tạm, dạ. Bạn trai có vấn đề gì về vấn đề tuổi tác không em? Dạ không ạ. Rồi, vậy thì thoải mái ha, mình giới thiệu. Em có điểm mạnh và điểm yếu gì? Đúng rồi. Điểm mạnh của em á thì em là người quyết đoán. Em có ý chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em á thì thực sự là cái thân hình của em á nhìn nó nhỏ nhắn, nhìn nó không có được manly lắm. Cộng với lại là cái tính em rất là nóng tính nữa. Người gì mà nóng tính à? Dạ. Không được manly mà sao nóng tính? Dạ không manly chứ không phải là bên trong không manly ạ. Nó chỉ là bên ngoài thôi ạ. Tức là hình thức hơi bóng bẩy chút xíu ha. Dạ. Nó không được manly lắm. Dạ. Nhưng mà anh thấy em đầy nam tính đó chứ. Đầy nam tính. Ưu điểm? Dạ thì ưu điểm của em thì em ý chí cầu tiến cao trong công việc. Cộng với lại là em rất là quyết đoán trong mọi chuyện. Thế là tốt. Dạ. Làm việc phải cần có những thứ đó. Dạ. Rồi. Rồi bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Dạ ưu điểm của em á là em rất là hòa đồng. Dạ dạ. Em biết nấu ăn. Dạ. Và ngoài ra thì em cũng rất là dễ tính. Dạ mọi thứ thì em rất là dễ chịu. Dạ vậy là được rồi. Còn điểm yếu của mình? Dạ tuy là em rất là hòa đồng, rất là dễ tính nhưng mà em cũng có những cái nguyên tắc. Thành ra là nếu mà ai đụng vô cái nguyên tắc của em thì em rất là khó chịu. Nguyên tắc gì? Ví dụ cụ thể luôn đi em. Dạ giống như là mình đang làm việc nhiều á. Dạ mình đang mệt á mà ai mà cứ tại vì thấy mình dễ chịu quá mới là cứ hay bắt chuyện mình. Mà lúc đó thì mình đang mệt nữa thì mình sẽ rất là khó tính. Dạ lúc đó chắc em chửi á. Em chửi luôn hả? Dạ. Vậy làm sao tao biết lúc nào em mệt, lúc nào em vui? Dạ nên em cũng thấy có nhiều khi em sai quá. Mệt mình phải nói hoặc để cái bảng đang mệt miễn tiếp khách, ví dụ vậy. Dạ. Giống như là cái phòng mình ở vậy đó, mình để cái bảng ngoài không tiếp khách thì để người ta biết. Dạ. Chứ bình thường em dễ quá người ta sáp vô, tự nhiên bữa đó tự nhiên em mệt mà em không nói hết trơn sao người ta biết được. Dạ. Đúng không? Nên nhiều khi em mệt á là cái mặt của em nó rất là lạnh lùng mà mọi người cứ nhớ cái mặt em lạnh lùng vậy là mọi người biết em đang rất là mệt rồi. Đừng có. Dạ. Rồi ví dụ mặt lạnh lùng sao đâu? Tại vì đang lúc này đang vui quá. Lúc này đang vui quá lạnh. Dạ. Rất là dễ thương đúng không quý vị? Rồi tình trường của em thì sao? Dạ tình trường của em á thì cũng đơn giản lắm. Dạ em cũng trải qua 2-3 mối tình nhưng mà không có đi đâu tới đâu hết. Dạ nhưng mà coi như là cái thời gian mà em không còn yêu ai nữa Ngân á là khoảng cả 4 năm. Thì thành ra là em cũng chẳng có gì để nói về những cái mối tình đó. Không có ấn tượng gì hết trơn. Dạ đúng rồi. Tại sao 4 năm nay mình ế? Dạ em đi làm sáng đi làm rồi đến tối về là cũng mệt quá rồi. Lâu lâu là đi uống cà phê với bạn bè, đi ăn gì thôi. Dạ thành ra là cũng không có tiếp xúc gì với mọi người nữa. Rồi cũng không có gặp gỡ với ai hết. Rồi dạ. Để coi chàng trai bên kia tình trường coi sao có kinh nghiệm gì không ha. Dạ. Dùng mấy mối tình rồi? Dạ thì em cũng như một bạn nữ bên kia thì em cũng có vài mối tình nó không đi đến đâu. Thì cái lý do á mà tới giờ em vẫn ế á thì em nghĩ là do em khó tính. Khó tính? Dạ. Khó là khó làm sao em? Biết nói sao nhỉ? Đôi khi á trong một số trường hợp mà thì có một số chuyện em thấy rất là nhỏ nhặt bình thường nhưng mà nó giống như nó như bạn nữ nói là đụng vào cái nguyên tắc của mình á
cho nên là em rất là khó chịu trong trường hợp đó. Mà trong những lúc khó chịu, mà trong lúc nó giận á, thì thay vì đôi khi thì em sẽ tìm cách giải quyết, nhưng mà do cái đôi khi cái tôi của em hơi cao cho nên là em toàn im lặng không anh. Em im lặng xong rồi thay vì giải quyết thì em nghĩ em lại đi im lặng và trốn tránh nó, thì em thấy đó là lý do chính. Cái đó cũng cá tính nhưng mà đôi khi nó cũng thất bại. Dạ. Nha. Cái đó mình xem lại. Rồi, bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, một nửa yêu thương của em thì bạn nữ đó thì em thích nhất là bạn nữ dịu dàng. Mà một chút cá tính cũng được. Và bạn nữ đó tóc dài và tóc hơi xoăn xoăn đó anh. Kiểu tóc hơi xoăn xoăn vô ai mà hơi xoăn xoăn nữa ha. Cái kiểu nó Bồng bền. Dạ, nó như mì tôm á anh. Vậy thích ăn mì tôm lắm hả em? Dạ, đúng rồi ạ. Mốt mỗi ngày về bạn gái nấu mì tôm cho anh ăn đều đặn nha. Dạ, cái này dễ, em sẽ làm liền. Em gầy lắm rồi chị ơi. Có tiêu chí gì nữa không em? Dạ, thì em thích nhất là một bạn nữ mà thông minh, nhanh nhạy. Em rất rất thích điểm đó luôn, em thích nhất trong... Bây giờ bạn thấy bạn kia thông minh nhanh nhạy không? Dạ, cho tới bây giờ thì bạn kia nói ít quá cho nên là em vẫn chưa nhận. Ở đây chút giờ mình tấn công thôi coi cô nói thế nào ha. Dạ. Có điểm gì em không thích cho người phụ nữ không? Phụ nữ thì em không thích đó, là họ hút thuốc lá. Còn ngoài ra á, thì em ngoài cái điểm đó ra thì em cũng mấy cái điểm khác thì em còn vẫn quan trọng tính cách, bởi vì em gặp xong thì em mới biết được là em có thích hay không. Rồi. Chứ việc mà biết từ trước thì em cũng không làm được. Rồi, một chút xíu hai bạn sẽ trao đổi ha. Dạ. Bây giờ bạn gái mẫu người lý tưởng của em đặt ra là như thế nào? Dạ em dễ tính lắm. Dạ bạn nam như thế nào cũng được. Dạ chỉ có điều là dạ em không có đặt nặng cái vấn đề ngoại hình. Dạ em chỉ cần á là bạn nam đó phải chín chắn một chút. Dạ với lại là không hút thuốc. Thật ra thì em không có thích bạn nam nhậu nhẹt, tại vì em thấy nhậu nhẹt không có tốt. Dạ. Ngoài ra thì em cũng không có cần quá nhiều từ người bạn nam. Dạ. Nhưng mà thật ra thì em thích người con trai mà phải có chính kiến. Dạ. Phải có lập trường rõ ràng. Vậy thôi. Đơn giản ha. Dạ. Không có mẫu người lý tưởng, mình không quan trọng ngoại hình đúng không? Dạ đúng. Cần quan tâm yêu thương mình thôi ha. Đừng hút thuốc, đừng nhậu nhẹt. Mấy cái tiêu chí đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng 100%. Không hút thuốc, không nhậu nhẹt? Dạ không ạ, hoàn toàn không có gì hết. Đây sáng sủa lắm mà. Nhưng mà có gọi là quyết đoán trong công việc, người có lập trường vững chắc không? Dạ em nghĩ là em không dám nhận xét, tự mình nhận xét như thế, nhưng mà em nghĩ là em có. Nhưng mà em dù em có chững chạc quyết đoán, em đẹp trai, nhưng mà em vẫn là nhỏ hơn cô này 3 tuổi. Và dạ, phụ nữ thì người ta sẽ thông minh hơn trước tuổi nữa. Dạ. Người ta sẽ chững chạc hơn, trưởng thành sớm hơn em nữa. Em có ngại là em bị lép vế, em bị non hơn bạn gái không? Nếu mà em càng thích em càng thấy đó giống như một thử thách hơn đấy chứ. Mình học được quá nhiều từ bạn nữ hơn mình tới tận 3 tuổi mà. Mình có quá nhiều thứ để học từ bạn nữ, mà bạn nữ cũng có giống như là những trải nghiệm mới đối với mình vậy. Nhưng mà học xong rồi có bỏ đi không? Cái chuyện đó thì để thời gian nó quyết định, còn hơn là mình hứa trước từ bây giờ. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Dạ em nghĩ là em chung thủy. Nhưng mà bây giờ em còn nhỏ như vậy thì em dự kiến bao lâu mới tiến tới hôn nhân, trong khi cô gái này đã đến tuổi lập gia đình rồi? Dạ cái chuyện tiến tới hôn nhân đó thì em nghĩ là từ 2 đến 3 năm trong một mối quan hệ. 2 đến 3 năm. Chút xíu nữa em thử trao đổi với bạn gái coi. Dạ. Cái khoảng thời gian đó bạn ấy có chờ đợi được không nhé. Dạ. Tại vì chị nghĩ 28 thì 28 30 thôi là họ cũng phải lập gia đình, còn sinh. Dạ. Con nữa. Đúng không? Dạ. Sự nghiệp em đã ổn định chưa? Dạ. Hiện tại nếu mà công việc ổn định chưa? Công việc thì ổn định rồi, nhưng mà em mình muốn hơn nữa. Đúng rồi, đương nhiên mình trẻ mình phải. Dạ. Phải cầu tiến chứ. Sau này lập nghiệp thì em định, nếu lập gia đình thì em định như thế nào? Dạ hiện tại thì cũng có nhà dưới Biên Hòa và cũng có nhà trên thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là ở đâu cũng được ạ. Nhưng mà thường em sẽ em hiện tại thì em mình đang ở với gia đình ạ. Nhưng mà nếu mà cưới á, hay là đi tới tiến xa á, thì sẽ dựa vào cái công việc của cả hai người để mà quyết định là nên chọn ở nơi nào, lập nghiệp ở nơi nào. Nhưng rồi, mà em muốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng được, tuy trẻ nhưng mà cũng rất là quyết đoán, có kế hoạch trong cái cuộc sống của mình ha. Dạ. Cố gắng lên, một chút xíu nữa thuyết phục bạn nữ dễ thương lắm. Dạ, em cảm ơn. Sẽ có mì tôm ăn mỗi ngày. một chàng trai hình rất ok. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Non. Xin chào đàn gái. Rất là xinh. Chàng trai bên đây có vẻ cũng rất là công tử ha. Đẹp trai đó. Vậy thì chắc chắn là cũng có dễ nhiều cô để ý lắm. Đúng rồi, ghen không em? Có ghen không? Dạ, nó không ghen thì cũng không đúng. Cũng có ghen. Mà ghen cách nào?
Thế em ghen cách nào là đúng? Thí dụ như em gặp một chàng người yêu của em đi với một cô gái nào đó. À, mét mẹ của bạn. Mét mẹ của bạn hả? Dạ, mét, chơi chơi mét. Mét. Chơi chơi mét. Phải tự giải quyết mét mẹ. Thí dụ giờ nữa lấy nhau về rồi ha. À, em đi vô tình thấy chồng của em chở một cô gái xinh đẹp, không lẽ em mét mẹ? Ngoài việc mét mẹ là làm gì ngay lúc đó? Dạ, hồi nãy là giỡn với anh thôi. Thì em sẽ hỏi thử xem coi là mối quan hệ đó là gì. Dạ, để xem anh giải thích. Dạ, còn nếu như mà anh đi quá xa, anh đi quá đà thì sẽ có những cái biện pháp khác. Dạ, nó mạnh tay hơn. Biện pháp từ từ tăng lên ha. Dạ, đúng rồi. Em thích gì nhất về người đàn ông? À, em thích là người đàn ông trầm tính. Dạ, biết lắng nghe. Lắng nghe. Dạ, có thích rồi. Đàn ông ga lăng không? Dạ thích. Nếu mà ga lăng với mình thì có thể ga lăng với người khác thì sao? Dạ, em thấy đó là lịch sự thôi, không sao hết. Dạ. Em có vẻ cô gái dễ tính quá ha. Dễ tính ha. Nhưng mà bây giờ nè, người ta thường thường bạn trai nhỏ tuổi hơn là mình phải chiều bạn trai đó, em có chiều bạn trai không? Dạ. Cái gì được thì chiều. Dạ, còn cái gì không được thì thôi. Anh nghĩ rằng tuổi tác cũng không quan trọng đâu. Dạ. Trong tình yêu chúng ta cũng không nên nhắc tuổi tác nhiều quá. Có những người hơn nhau mười mấy tuổi, 20 tuổi ta vẫn yêu nhau đến bạc đầu mà. Vấn đề chỗ là có chiều nhau, thông cảm, yêu thương nhau thôi. Dạ. Ha, có chia sẻ thôi. Ok. Một cô gái rất là dễ thương, dễ tính ha. Được đó. Lịnh lắm. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Rồi. Mình củng cố tinh thần trước khi mình gặp mặt nhau ha. Dạ. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị của em. Chị của em, chị ruột hả em? Dạ không. Dạ, chị đồng nghiệp. À, chị đồng nghiệp, cho chị gặp đồng nghiệp của em. À, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ở trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Thi, em là bạn đồng nghiệp trước đây của Thành. Rồi chúng chơi tới Thành cũng được 4-5 năm rồi, cũng khá hiểu rõ tính của Thành đó. Thì hôm nay thì do nhà Thành xa nên em thay mặt gia đình đi đến đây để với Thành đó. Thì qua theo dõi hai bạn nãy giờ thì em có chút ý kiến đó, là đối với bạn Dũng đó, thì Thi thấy là Thành đó, là một người lanh lẹ, quạt bát, hòa đồng. Yeah. Nên là cái phần tuổi tác nó có hơi chênh lệch, nhưng mà cái ngoại hình của Thành nó cũng nhỏ nhắn dễ thương, nên Thi nghĩ là cái tuổi tác nó cũng không quan trọng. Còn về phía Thành đó, thì Thi thấy bạn Dũng bên đây cũng là người nghiêm túc, dễ chịu, ngoại hình thấy cũng được, đẹp trai. Thi hy vọng là hai người sẽ bấm nút để có cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn chị. Rồi, trai đi với ai? Em đi với anh trai với lại em họ. Anh ruột á hả? Dạ. Rồi, sao gặp anh ruột ha? Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. À, mình là Nam. Em là anh trai của Dũng. Thì như này Dũng nói thì đúng á, Dũng là một người rất là cá tính đấy, và rất là quyết đoán đấy, cực kỳ quyết đoán, thích là làm. Còn nhận xét về bên bạn này nghe Dũng. Dạ. Anh thấy được đấy. Chú tiến hành nha. Anh ủng hộ. Rồi, nhưng mà cái đó là tùy duyên của ai đó nha. Có nghị quyết rồi đó. Chú tiến hành thì anh ủng hộ rồi đó. Anh thua mình nữa thôi chứ người nhà là ủng hộ hết trơn rồi. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Rồi, mời hai bạn. Mì tôm. Chào bạn. À, hôm nay mình đi lên thì mình có mua một bó hoa để tặng bạn. Dạ. Anh em đi, mình bản lĩnh lên, không có dạ. Bạn bè gì đây hết. Dạ, em định xin chị. Hả? Dạ. À, mình cảm ơn. Rồi, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn gì? À, cảm ơn em. Ừ. Được. Chủ động lên. À, mình nên gọi là anh em đi nhỉ? À, mình có thể xin tên. Anh em luôn đi chứ. Anh em đi. Thí dụ trong nghệ thuật này có rất nhiều người. Anh nói thí dụ giờ các Phượng với Kiều Minh Tuấn đi chẳng hạn. Hai người yêu nhau mối tình cũng trên là tuổi cũng khá đó, mà vẫn anh em như thường. Còn nhiều người nữa. Không, đừng có lo lắng gì, kêu kêu đi. À, thì để anh bắt đầu trước ha. À, tối mai em có rảnh không? Dạ rảnh. Tối mai em có rảnh. Em ở khúc nào đó nhỉ? À, em ở quận 10. Còn 10, vậy ngay chỗ anh làm việc luôn rồi. Vậy mình hay gặp nhau được lắm á. Dạ. Vậy thì tối mai á, sau khi anh làm việc xong á, anh sang rước em ha.
tụi mình đi ăn. À, em ăn nhiều lắm đó nha. Ừ, không sao, em ăn càng nhiều càng tốt, đừng có dựa kẻ, đừng có ăn tới xong rồi gấp từng hột cơm á, em thấy không? Cơm mà gấp từng hột luôn hả? Dạ, họ thường mấy cặp mà mới gặp nhau á chị, thì thường họ ăn rất là dự kẻ, họ ăn dự ý tứ á. Nhưng mà cứ thoải mái đi. Dạ. Ừ. À, thì anh á, thì khi thấy á, thì thấy em rất là một người rất là dễ thương. Thì cái chuyện tuổi tác á, thì không có quan trọng, mà cái gương mặt anh á, thì hơi non, cộng với lại là chắc là mọi người sẽ thấy là hơi gai một xíu. Hả? Hơi gì? Hơi gai ạ. Không, chị thì thấy em không có gì gai, nhưng mà từ lúc em chéo cái chân chị thấy gai. Bỏ chân xuống đi, ngồi với mạnh mẽ lên giống như anh Quyền Linh kìa đó. Dạ, dạ, cái kiểu đó kiểu em thoải mái. Kiểu gì? Con trai phải banh banh ra chút xíu rồi. Rồi chị. Đó, đúng rồi. Đó, mạnh rồi. Chéo chân lên vậy. Thiệt tình. Mạnh mẽ lên em. À, thì anh là một người có vẻ ngoài nó không có được manly cho lắm, thì đôi khi anh cũng thấy hơi tự ti về chuyện đó. Suốt cả từ lúc nhỏ tới lúc lớn, bây giờ ai cũng nói về cái chuyện này hết. Đôi khi anh cũng thấy rất là bực mình. Thì em thấy sao? À, theo em á, theo suy nghĩ của chính bản thân em á, thì người đàn ông á không có cần thiết phải quá ngoại hình. Dạ. À, cái mà họ cố gắng thể hiện mình là cái thực lực của bản thân. Đó là cái suy nghĩ của em, anh cũng đừng có suy nghĩ gì về ngoại hình của chính bản thân mình hết á. Anh cảm ơn em ha. À, anh thấy em như thế nào? Thì như anh thấy em là một người rất là dễ thương. Thì trước hết thì anh mới thấy như thế thôi. Còn cái việc mà mình mà để hiểu nhau hay là để hiểu hơn về tính cách của em á, thì anh nghĩ chỉ một buổi gặp mà 2 phút như thế này nó không có đủ. Cho nên là mình ra mình gặp ở ngoài á, thì mình sẽ gặp nhau, mình nói chuyện được nhiều hơn. Có bấm nút thì mới gặp ở ngoài được. Dạ. Mà nói chuyện hồi không ai bấm nút hết là hết gặp ở ngoài luôn. Bật mí bật bí mật luôn nha, mình chắc chắn sẽ bấm. Trời ơi. Phải thuyết phục cô ấy đi em. Có nhiều người nói vậy đó em, nhưng cuối cùng nó là khác đó. Bây giờ mình nói về quan niệm tình yêu của mọi người đi. Đối với anh á, thì quan niệm tình yêu của anh á là sự trung thực và thẳng thắn, chia sẻ với nhau, đừng có giấu bất kỳ một cái gì hết. Nếu không muốn nói ra, đừng có gọi là đưa ra những cái ẩn ý, tại sao anh không hiểu em lúc đó, em đã nháy mắt, em đã đá lông nheo như thế rồi anh không hiểu. Thực sự thì anh rất là khờ trong mấy chuyện này, cho nên là cái gì anh cũng thích sự thẳng thắn và chia sẻ thực với nhau hơn là giấu giếm hoặc là biết nói sao nhỉ, đưa ra ẩn ý. Còn đối với em thì sao? À, nhưng mà em hỏi thiệt á, thẳng thắn á, có làm cho anh bị tổn thương không? Tại vì thật ra em là một người thẳng thắn. Thẳng thắn quá thì lại khiến cho người ta cảm thấy rất là mít lòng, người ta không có vui. Thì đối với anh á, anh thấy cái thẳng thắn á là cái quan trọng nhất. Và khi mà anh nghe thẳng thắn á là anh biết người ta nói thật. Ta quan tâm tới mình, ta mới thẳng thắn với mình. Còn không thì ta chỉ có bôi đường lên câu nói, bôi mặt ngọt lên câu nói để mà cho gọi là thấy bên kia thấy vui hơn, chứ thực ra họ không có thật lòng với mình. Những lúc thẳng thắn là những lúc anh thích nhất. Kể cả việc nó có làm mất lòng đi chăng nữa thì đó cũng là những lời nói thật. Mà thật thì nó không có thay đổi, nó là sự thật mà thôi. Em tóc ngắn, tóc thẳng, không có xoăn. Có sao không? À, cái chuyện này thì như em nói đó, ngoại hình thôi à. Nó đều là ngoại hình hết. Tại thấy anh thích tóc dài, thích tóc xoăn xù xù. Để vài tháng nó dài rồi xù lên nó dễ mà. Nhưng mà 5 năm sau cũng tóc ngắn, còn ngắn hơn nữa kìa. Ngắn tới mức nào cơ? Dạ, em thích tóc ngắn. Có sao không? Đối với anh thì nó không sao, nhưng mà đừng có ngắn như anh thì được thôi. Vậy anh còn gì muốn hỏi em không? Hỏi cái vụ anh muốn hỏi em là tối mai là em đồng ý đúng không? Trời ơi, tính cái chuyện hôn nhân nãy chị nói đó, bàn với dạ. Cô đi. Cô chịu, cô bấm nút ngày mai mới có. Dạ, cái chuyện hôn nhân đó thì như hồi nãy có chia sẻ với chị Cát Tường, thì anh phải 2 đến 3 năm. Đối với anh, một mối quan hệ nếu mà dưới 2 năm á, xin lỗi, thì anh đã vạch ra một cái ranh giới như thế. Nhưng mà đối với anh, nếu mà dưới 2 năm mà cưới á, thì thực sự không có độ hiểu rõ. Mình sống với ba mẹ mình 20 mấy năm trời, mình còn chưa hiểu được ba mẹ muốn cái gì nữa mà. Muốn hồi gì mình quen với một người con gái, mình sẽ đi đến lâu dài với họ. Mà quen dưới 2 năm thì anh nghĩ nó quá ngắn để mà có thể hiểu được. Thì đó, đối với anh như thế, còn em thì em có thấy ổn không?
Em thì không có sao. Dạ. Em thì không có đặt nặng cái vấn đề là yêu rồi 2-3 năm cưới, hoặc là thời gian ngắn cưới, hoặc là thời gian dài cưới. Đối với em chỉ cần hiểu một người đàn ông. Tại vì mình sẽ dùng cả đời để mình hiểu nhau, chứ mình không thể nào mà 1 năm, 2 năm để mình hiểu hết được. Dạ. Thì đối với em không có quan trọng cái thời gian để cưới nhau. Dạ. Chỉ có điều là mình có đủ sẵn sàng hay không thôi. Tại vì cái trách nhiệm phía trước. Đúng rồi. Vậy thôi. Cái tương lai mà mình, nếu mình lấy nhau thì con cái như thế nào, bàn luôn đó các bạn. Anh thì trai gái đều được hết á, nhưng mà anh thích con gái hơn. Anh trai anh có một hai đứa bé gái rất là dễ thương. Thì anh thấy con gái xong rồi dễ thương đáng yêu quá đi. Nên là nếu anh thì anh, đối với anh gia đình anh cũng chắc, anh nghĩ nha, anh nghĩ gia đình anh chắc cũng không quan trọng trai gái đâu. Còn em? Em sao cũng được. Dễ vậy. hồi đầu đã nói là em dễ tính. Rồi. Anh hiểu rồi, cảm ơn. Cảm nhận bây giờ mọi người, hai người hãy nhìn nhau 30 giây. Nói lên cái suy nghĩ của mình hiện tại, cảm nhận về đối phương hay là cảm xúc trong người mình như thế nào, rồi chúng ta quyết định. Anh nói trước đi. Anh sẽ thì anh sẽ bấm nút và anh sẽ, anh còn không biết nên nói gì. Trách nhiệm với cái quyết định của anh, đúng không? Cái nói như vậy cũng được. Ừ, anh sẽ có trách nhiệm với quyết định của anh. Còn em? À, em chưa có trả lời được là em có bấm nút hay không. Dạ. Nhưng mà cảm nghĩ của em á thì tại thấy anh trẻ quá. Trẻ quá so với cả em. Dạ. À, sao ta? Không, nhưng mà anh đừng có quan trọng vào ngoại hình. Tại vì so với nhiều người á, anh có một cái ngoại hình khá tốt. Dạ, anh có một cái ngoại hình khá tốt. Em thấy không có vấn đề gì về vấn đề ngoại hình của anh hết. Anh đừng có tự ti về điều đó. Anh cảm ơn nha. Dạ. Cho em thêm một cơ hội đó. Em hát tỏ tình với cô ấy một đoạn nữa để quyết định. Cổ vẫn đang còn phân vân, em phải thể hiện mạnh mẽ lên. Hát em mà hát nữa là bà nó bấm nút luôn đó chị. Không, hát đi, tự tin lên. À, thì có một bài trong Xe đạp của Thùy Chi mà anh rất là thích, thì anh hát một khúc ha. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã hiu tóc em. Em chỉ thuộc đến thế thôi chị ạ. Em còn muốn nói gì nữa không? Nói với tất cả gì suy nghĩ em, đừng lo. Cơ hội cuối cùng để thuyết phục được cô ấy. Mạnh mẽ lên. À, cái việc mà anh nhìn gương mặt anh trẻ hơn em, hay là những cái như em nói, ngoại hình không có quan trọng. Quan trọng là cái tính cách. Mình quen nhau á là vì cái tính cách, chứ ngoại hình á thì thời gian này nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Cho nên em đừng có nghĩ cái ngoại hình của anh quá trẻ so với em. Cái quan trọng là cái tính cách của anh có quá trẻ so với em hay không mà thôi. Hay. Câu này hay. Đặt tay lên nút bấm này các bạn. Anh có quá trẻ so với em hay thôi. Đúng không? Suy nghĩ thật kỹ nha. Nào, để tay vào nút bấm đi bạn. Cơ hội có thể là trước mắt đó. Cơ hội cũng có thể vụt đi mất. Và cuộc đời của chúng ta đôi lần nhiều khi chỉ có được một hai cái cơ hội thôi. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau để tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, không phù hợp, không bấm. Nếu cảm thấy đúng rồi, nhịp đập trái tim mình có thổn thức, đối phương có cảm thấy là mình đã có một cái tình cảm gì đó mà muốn tìm hiểu, thì mình mới bấm nút. Suy nghĩ kỹ nha. Hãy yêu những người thật tình yêu mình, em gái nha. Rất là xinh. Và anh tin rằng hôm nay em có thể chọn lựa cho mình một cách đúng đắn nhất. Hãy đưa ra quyết định của hai bạn sau 3 tiếng đếm. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời. Chúc mừng em trai. Dạ. Chúc mừng em gái. Hồi hộp không em? Dạ có. Lo quá hả? Dạ. Nào nắm tay nhau đi. Anh em trai rất là bối rối. Có sao? Thể trong giây phút này chúng ta không bao giờ quên được, đúng không em trai? Sao em hù em trai chị vậy? Hả? Lo quá à, sao em hù người ta vậy? Dạ tại vì anh chỉ có câu nói cuối á. Là em chọn ảnh từ câu nói cuối. Còn mấy câu nói hồi nãy không có chọn. Câu nói cuối rất hay nha. Em gái đúng đó. Câu nói cuối rất hay, quan trọng là tính cách của anh có trẻ như anh hay không. Cảm giác em trai lúc này thế nào?
Dạ thì may mà nhờ có câu nói cuối. Do mình cố gắng đó em. Dạ. Chúng ta sẽ cố gắng ha, cố gắng khi nào mà không còn có thể nữa thôi, còn nước còn tát. Cuối cùng cố gắng ta đã thành công nha. Dạ, cảm ơn em. Chị nói hay không? Phải quyết liệt lên. Cơ hội cho em, nãy cho em mấy cơ hội cứu em luôn á. Rồi. Cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta thể hiện những gì mà các bạn đã bấm nút thể hiện. Đó là gì? Hôn nhau. Mạnh mẽ lên em. Không. Nào, không hôn trán nha. Dạ. Không hôn trán, đừng có nói nhỏ nha. Hôn má đàng hoàng. Dạ. Một tình yêu trong sáng, có bao nhiêu người chứng kiến. Nụ hôn đó là một bằng chứng, là một chứng minh. Mai mốt mở tivi lên xem, mở lại xem là không có chối cãi được. Hôn thiệt đàng hoàng, không hôn trán. Hôn trán là hôn con đó. Dạ. Hay. Đó. Đẹp quá. Vén tóc lên. Hôn. Và có một bộ phim tôi đã từng xem. Chị ơi em yêu em, anh yêu em. Chị ơi anh yêu em. Dễ thương lắm. Dạ. Nói chứ hai người không có, anh thấy tuổi tác không có gì trên lệch đâu. Tính đôi vừa lứa mà. Rất dễ thương đó, rất dễ thương. Dạ. Nói một câu cuối để em gái bớt hoang mang nè. Mình phải yêu bản thân mình, phải ích kỷ một chút xíu. Mình quen trai trẻ đẹp là càng ngày mình càng trẻ theo người ta. Ủa em gái trẻ mà. Đó, cho nên là càng ngày càng trẻ nữa. Yên tâm, không có sao hết nha. Không nói á, anh cũng tưởng em nhỏ tuổi hơn bên đây luôn đó. Thì nắm chặt tay nhau nào. Nhiều quà nhưng phải nắm tay nhau nha. Em ga lăng chưa? Em không nha, em không. Thấy chưa? Rồi, nắm tay đi bạn. Hay quá. Hay quá. Anh cũng thích nữa, mấy cặp này đẹp đôi lắm luôn á. Cố gắng nha. Bằng mọi giá nha. Giữ lấy tình yêu này các bạn nha. Chúc mừng các bạn, nắm tay đưa đi xem phim đi. Hấp qua. Lúc này quà không quan trọng nữa rồi. Như vậy là quá vui. Hôm nay hai cặp đôi nào cũng đầy thú vị. Và các tường và người Linh sẽ mong muốn là sẽ sớm nhận được tin vui từ hai cặp đôi của ngày hôm nay. Anh nghĩ rằng cho dù khó khăn gì nữa, cho dù chúng ta không tính vào điều gì, nhưng ta phải cố gắng nỗ lực. Nỗ lực sẽ đem chúng ta thành công. Nỗ lực đến phút cuối cùng luôn. Đúng rồi. Đó là những gì mà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn chia sẻ với quý vị. Chúc cho những cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò, họ sẽ được hạnh phúc và sớm trao thiệp mời cho chúng tôi.